Người làm Metaverse khen hiếm khiến không ít dự án Việt phải thuê nhân sự nước ngoài với chi phí đắt đỏ, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Nghiên cứu của Job Hopping, nền tảng tuyển dụng công nghệ AI đầu tiên tại Việt Nam, cho thấy cùng với sự nổ rộ của dự án Metaverse là cơn khát về nhân lực có chuyên môn. Nhiều startup về Metaverse sẵn sàng hỗ trợ phí đào tạo hoặc chi khoản tiền lớn để săn lùng người tài theo đúng nghĩa, nhưng nguồn nhân sự hiện có trên thị trường chỉ đáp ứng được 15-20% nhu cầu của các doanh nghiệp, khi số vị trí cần tuyển cho các lĩnh vực Metaverse và Blockchain lên tới con số hơn 4.000 vị trí tính từ năm 2021 đến nay. Theo ông Bùi Quang Tinh Tú, là giám đốc tăng trưởng của Job Hopping, nhân sự lĩnh vực Metaverse có nhiều điểm tương đồng với ngành Blockchain ở độ khan hiếm, sức nóng trong tuyển dụng. Người làm Metaverse cần có sự sáng tạo, trí tưởng tượng, mắt thẩm mỹ và khả năng để có thể thực hóa những ý tưởng. Các chuyên gia trong ngành cho rằng nhân sự luôn là vấn đề đau đầu cho các ngành công nghệ cao, trong đó Metaverse cũng không phải là ngoại lệ. Hiện nay, đa số các chuyên gia, nghệ sĩ giỏi trong ngành có xu hướng làm thuê cho công ty lớn trên thế giới, khiến cho nhân sự Metaverse đặc biệt khan hiếm ở Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam, cuộc săn lùng nhân tài trong ngành Metaverse còn diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Các dự án trong nước không chỉ phải tìm kiếm, đào tạo mà còn phải cạnh tranh trực tiếp với các dự án quốc tế để giữ chân của kỹ sư.